Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp mắt hôm. Và trong số lần này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng công trình của gia đình Rú Ná có địa chỉ tại Hải Dương. Trước khi đi vào chi tiết công trình thì chúng tôi xin phép được giới thiệu qua đôi điều về mắt hôm. Mắt hôm là một trong những công ty chuyên thiết kế và thi công trần gói hàng đầu tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ thợ lành nghề. Ngoài thiết kế thi công nhà ở, cơ sở kinh doanh thì chúng tôi còn hoàn thiện nội thất và kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng, đồ nội thất. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline để được tư vấn 0964458888, 0828133333. Nếu ở nước ngoài, quý vị cũng có thể kết bạn qua Zalo với các số trên. Nếu quý vị vẫn đang tìm kiếm ý tưởng cho ngôi nhà trong tương lai của mình, thì ngoài hai kênh YouTube Mắt Hôm và Nhà đẹp Mắt Hôm, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trần gói .com. Tại trang web này thì chúng tôi có đăng tải các công trình từ thiết kế đến thi công, cũng như là các mẫu nội thất với nội dung thông tin chi tiết. Đồng thời thì quý vị cũng có thể sử dụng trang web này để tra cứu các kích thước trong xây dựng như là cửa, cửa sổ, bếp, bề bậc, đồ nội thất, tủ, bàn thờ, v.v. Công trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua là công trình của gia đình Rú Ná có địa chỉ cụ thể tại Phú An, Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương. Khi về ký hợp đồng thì chúng tôi cũng đã ghi lại một số hình ảnh thực tế cũng như đã tiến hành đo đạc diện tích, hướng đất và trao đổi với chủ đầu tư về sở thích, nhu cầu sử dụng cũng như là mức độ đầu tư tài chính. Công trình của gia đình Rú Ná là một công trình mái nhà 2 tầng phong cách hiện đại và một chút vẻ đẹp truyền thống khi kết hợp với ngói đỏ bên trên. Bao phủ công trình là gam màu trắng sứ chủ đạo. Trên thực tế thì màu trắng rất đa dạng, sẽ gồm có trắng sữa, trắng ngọc trai, trắng xám v.v. Nhưng màu trắng sứ vẫn được nhiều gia chủ ưu ái lựa chọn bởi đây là gam màu có khả năng bắt ánh sáng rất là tốt, làm nền tốt và dễ dàng kết hợp với những màu sắc khác. Một số vị trí như là vị trí tiếp giáp với mái, vị trí tiếp giáp với sàn và vị trí phân tầng thì chúng tôi đã sử dụng màu kem. Phần rãnh của các cột vuông cũng được sơn màu này, mục đích chính là để làm đẹp cho cột và tạo nên sự kết nối giữa các khu vực. Với công trình này, vì đặc trưng khu đất cho nên chúng tôi chỉ thiết kế đưa mái về một bên. Với những công trình tương tự như thế này thì quý vị cũng có thể tham khảo mái bằng, bởi mái bằng có kết cấu đơn giản không cần đưa mái, phù hợp với mọi diện tích khuôn viên khu đất. Lan can ban công thì sử dụng kính cường lực màu trắng trong. Trên thực tế thì kính cường lực cũng có khá nhiều màu sắc. Tuy nhiên với công trình này thì màu trắng trong sẽ thích hợp hơn bởi nó tạo nên sự ăn nhập về phương diện màu sắc, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đặc biệt là không che đi vẻ đẹp của công trình bên trong. Tiếp theo là hệ thống cổng và tường rào. Điểm ấn tượng của khu vực cổng là hệ mái cổng, được thiết kế tạo dốc và lập ngói Fuji màu đỏ giống với mái nhà. Về định vị thì công trình này được xây dựng về hướng Tây, có kích thước xây dựng là 7,8 x 11m, diện tích sử dụng của công trình sẽ rơi vào khoảng 170m². Công trình này thì không có cửa hậu, nhưng bù lại thì chúng tôi vẫn cố gắng thiết kế 3 lối tiếp cận, một lối phía trước và hai lối bên hông. Với thiết kế này thì chúng ta sẽ thoải mái hơn trong việc di chuyển, đón nhận gió, không khí. Từ sảnh chính bước vào là khu vực phòng khách có diện tích 22m², nhỏ gọn phù hợp với diện tích chung của sàn. Bên trái phòng khách là phòng thờ có diện tích 10m². Thông thường thì để đảm bảo tính tôn nghiêm cho khu vực thờ tự, chúng ta nên đặt phòng thờ ở tầng cao nhất trong ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ yêu cầu đặt phòng thờ ở tầng 1 thì phía trên phòng thờ phải tránh đặt phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Ở công trình này, theo yêu cầu của gia chủ thì một phòng ngủ sẽ được bố trí ở tầng 1, có diện tích là 12m², liền kề với phòng ngủ là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, rộng 3,8m². Thiết kế như thế này cũng rất là tiện, vào ban đêm khi ngủ nghỉ tại phòng ngủ số 1 thì chủ nhân căn phòng có thể di chuyển đến khu vực nhà vệ sinh nhà tắm mà không tốn nhiều thời gian, công sức. Và theo yêu cầu của gia chủ thì lavabo sẽ đặt liền kề bên ngoài thay vì bên trong như chúng ta thường thấy. Phòng ăn có diện tích là 15,5m², khu vực bếp thì được thiết kế liền kề bên ngoài với công trình chính, đây cũng là yêu cầu của gia đình. Ở khu vực tầng 2, ngoài cùng sẽ là ban công rộng 8,5m², từ trục giao thông chung và phòng ngủ số 2 thì quý vị đều có thể đi ra khu vực này. Phòng ngủ số 2 có diện tích là 13,5m², phòng ngủ số 3 thì được thiết kế liền kề với phòng ngủ số 2 có diện tích 12,5m². Tầng 2 vẫn còn có một phòng ngủ nữa, được thiết kế về bên trái của ngôi nhà và có diện tích là 12m². Khu vực tiếp theo là phòng sinh hoạt chung có diện tích 10m², đây là nơi sinh hoạt thư giãn của cả gia đình, cũng như là nơi đón tiếp những người bạn thân thiết và sẽ được bố trí tương tự như là phòng khách. Khu vực cuối cùng ở tầng 2 là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, có diện tích 3,8m², lavabo vẫn được đặt liền kề ở bên ngoài.
Tất cả các khu vực chức năng thì đều có ít nhất là một ô cửa sổ. Ngay vị trí trục giao thông chung, chúng tôi cũng đã thiết kế một ô led sáng giúp tổng thể không gian đón nhận được triệt để ánh sáng tự nhiên. Công trình này có chiều cao từ mức thang không lên đến tầng mái là 10m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m, chiều cao của mái là 2,5m. Quý vị cần lưu ý là bao giờ chiều cao ở tầng 1 cũng phải bằng hoặc là lớn hơn các tầng trên để không gây ra sự mất cân đối. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng xây dựng ở tầng 1. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng xây dựng riêng. Ở đây thì chúng tôi trình bày rất là cụ thể tất cả các khoảng cách liên quan đến các khu vực chức năng, khoảng cách giữa khu vực chức năng này đến khu vực chức năng khác, khoảng cách cửa, cửa sổ, sảnh, v.v. Về cửa thì chúng tôi cũng có một mặt bằng cửa riêng. Thông qua mặt bằng này thì quý vị sẽ biết được vị trí cửa đi, cửa sổ, kích thước của cửa. Chẳng hạn như là ở tầng 1, cửa chính sẽ có ký hiệu là D1, kích thước tính cả khung bao là 2700 x 2700 mm. Hai cửa đi D2 thì sẽ đồng kích thước là 1400 x 2700 mm. Tiếp theo là mặt bằng thang tầng 1 lên tầng 2, cầu thang có 25 bậc, mỗi viên thang có độ rộng là 1m. Mặt của bậc thì được lát gạch granite màu đen, cổ bậc lát gạch màu trắng. Lan can sử dụng kính dày 12mm, tay vịn sử dụng của đinh nam vi. Việc sử dụng hai màu gạch tương phản cho cổ bậc và mặt của bậc cầu thang, ngoài mục đích trang trí thì còn giúp người sử dụng dễ dàng phân biệt các bậc, an toàn hơn trong quá trình di chuyển. Đồng thời thì để đảm bảo khu vực cầu thang thẩm mỹ và tiện nghi, chúng tôi thường thiết kế thêm một ô cửa sổ hoặc là vách kính cố định ngay bức tường cầu thang và bố trí thêm đèn hắt sáng, cùng với đó là đèn trần ở phía trên. Ở vị trí gần cầu thang thì quý vị cũng có thể tận dụng để thiết kế nhà kho, tủ chứa đồ, tiểu cảnh vân vân, tùy vào sở thích của mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua hồ sơ kết cấu. Khi xác định tính chất nền đất và tính toán tải trọng công trình thì chúng ta đã quyết định sử dụng hệ móng băng bê tông cốt thép. Móng băng thường được sử dụng ở những công trình được thi công trên nền đất tương đối ổn định, có tải trọng công trình không quá lớn. Cấu tạo của móng băng thì sẽ gồm có lớp bê tông lót móng, bản móng chạy liên tục liên kết móng thành một khối dầm móng. Lớp bê tông lót thì sẽ dày 100mm. Có hồ sơ kết cấu thì chúng ta sẽ đảm bảo được vấn đề bền vững về kết cấu, không lo việc nứt tường hay là sụt lún khi công trình đưa vào sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta xin mời quý vị sẽ cùng xem qua hồ sơ điện nước. Hồ sơ điện nước sẽ được phòng ban điện nước thực hiện. Tất cả các đường dây điện, ống nước đều được thiết kế âm tường nên phải được tính toán thiết kế ngay từ đầu để hạn chế việc sai sót, đảm bảo tiện nghi và tính thẩm mỹ. Về sau thì việc sửa chữa cũng sẽ dễ dàng hơn, bởi chúng ta có thể biết được cụ thể chính xác vị trí đường dây điện, ống nước nối nối. Và để gia chủ và đơn vị thợ dễ dàng nắm bắt thông tin, bản vẽ thì chúng tôi cũng có các ký hiệu điện và bản ký hiệu nước cụ thể. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có bản thống kê vật tư thiết bị điện và nước để gia chủ dễ dàng giám sát, không lo lắng về việc phát sinh hay thiếu hụt. Những thiết bị điện nước thì được chúng tôi đang trưng bày tại showroom vật liệu của Bắc Hôm, có địa chỉ tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ngoài các thiết bị điện nước thì Bắc Hôm chúng tôi còn có đồ nội thất, sơn và nhiều vật liệu xây dựng khác. Vì là đơn vị tự sản xuất nguyên vật liệu nên khi ký hợp đồng thi công với Bắc Hôm, quý vị sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn về chi phí. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng công trình của gia đình chủ nhà có địa chỉ tại Hải Dương. Chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ trong video vừa rồi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và cần thiết. Bất cứ khi nào quý vị có những thắc mắc cần được hỗ trợ hoặc là cảm thấy yêu thích các thiết kế của Bắc Hôm, có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình 0964458888, 0828133333. Sẽ luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn túc trực sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Để tri ân quý khách hàng thì Bắc Hôm liên tục triển khai những chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn trong năm. Với khách hàng thiết kế, chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần ưu đãi khi mua các sản phẩm của Bắc Hôm, giảm 10% khi ký hợp đồng thiết kế online. Với khách hàng thi công thì hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ với vốn ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị công trình, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.